Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Stargazer, một mẫu xe MPV 7 chỗ tầm trung được nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc. Phiên bản tiêu chuẩn dưới 500 triệu. Hôm nay là những ngày giữa tháng 9, chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Hyundai Stargazer có sự thay đổi nhẹ. Cụ thể là giảm thêm đôi chút tiền mặt cho các phiên bản Hyundai Stargazer. Và trong video này, em xin phép cập nhật cho anh em thông số kỹ thuật, chính sách bán hàng, giá xe ra biển số la bánh, số tiền mua trả góp cùng với gốc lãi hàng tháng anh em cần phải chuẩn bị của từng phiên bản Hyundai Stargazer. Và mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Hyundai Stargazer có tất cả là 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Hyundai Stargazer bản X hay anh em hay gọi là bản đặc biệt và phiên bản thứ ba đó là Hyundai Stargazer bản X cao cấp. Hyundai Stargazer sử dụng động cơ 1.5 lít. Trên thị trường, Hyundai Stargazer cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sau: chiếc Suzuki L7, Toyota Avanza, chiếc Toyota Veloz. Hai mẫu xe này là mẫu xe lắp ráp được hỗ trợ thuế. Chiếc Mitsubishi Xpander, chiếc Honda BRV, chiếc Kia Carens cũng là mẫu xe lắp ráp. Anh em mua xe này sẽ được hỗ trợ thuế. Và ưu điểm của dòng Stargazer đó là về giá bán, trang thiết bị và không gian nội thất rất là rộng. Và cái bất lợi của Stargazer thì anh em cũng nhìn thấy luôn, đó là về kiểu dáng. Kiểu dáng của Stargazer thì gần như là rất nhiều anh em không vừa mắt. Và mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên. Em sẽ cập nhật cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng. Đó là chiếc Stargazer bản tiêu chuẩn. Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn thì có chiều dài là 4460, chiều rộng là 1780 và chiều cao là 1695 mm. Trục cơ sở của xe là 2780 mm, khoảng sáng gầm là 18,5 cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 lít kèm hộp số vô cấp CVT dẫn động cầu trước cho công suất cực đại là 115 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 6,1 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe sử dụng phanh trước là đĩa, sau là tăng trống cùng với là răng đúc 16 inch về ngoại thất, xe sử dụng cụm đèn chiếu sáng dạng bóng halogen, có đèn led định vị ban ngày, có đèn sương mù, có cụm đèn hậu dạng led, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện. Về nội thất và tiện nghi, xe trang bị vô lăng nhựa ở công nghiệp. Về chất liệu ghế thì xe trang bị là ghế nỉ chỉnh cơ. Hệ thống điều hòa thì xe được trang bị điều hòa cơ, có cửa gió điều hòa sau. So. Xe có màn hình thông tin 3,5 inch và chưa có màn hình đa phương tiện, có nghĩa là đang để chờ. Về hệ thống âm thanh, xe được trang bị bốn loa về hệ thống an toàn, xe được trang bị những tính năng an toàn cụ thể đó là có cảm biến sau cùng với các tính năng an toàn cơ bản như là chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và xe trang bị hai túi khí. Chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 9 của hai cơ sở bên em bên so. Cơ sở Hà Nội giảm cho anh em đôi chút tiền mặt, giá bán chỉ còn 470 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán vẫn ổn định ở mức 471 triệu. Ngoài ra thì vẫn sẽ tặng thêm anh em một số những phụ kiện cơ bản khác nữa. Vì Stargazer là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên anh em không được hỗ trợ thuế. Dựa vào giá bán nguyên xe này, giá sẽ ra biển số làm bánh cùng với số tiền trả góp thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị. Em tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội ra biển số sẽ là 550 triệu, cần trả trước 150 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 530 triệu, cần trả trước 131 triệu. Các tỉnh áp 10% thì ra biển số sẽ là 521 triệu, cần trả trước 121 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh thì ra biển số sẽ là 541 triệu và cần trả trước 141 triệu. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là gói vay 85%, tương đương với số tiền là 399 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,5 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng giữa tháng 9 này đó là chiếc Hyundai Stargazer X. Về thông số kỹ thuật của xe, phiên bản này có những điểm khác biệt so với bản tiêu chuẩn như sau. Xe có kích thước dài rộng và cao hơn, cụ thể là chiều dài 4 4495, chiều rộng là 1 1815 và chiều cao là 1710 mm. Khoảng sáng gầm là 20 cm, cao hơn so với bản tiêu chuẩn. Trục cơ sở của xe thì vẫn là 2 2780 mm. Xe cũng sử dụng động cơ 1.5 cùng với hộp số CVT nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu thì khác. Bản X này thì mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là khoảng 6,3 lít trên 100 km. Về ngoại thất thì xe sử dụng lan xăng hợp kim lúc 17 inch, có phanh đĩa cả một bánh. Cùng với đó là xe trang bị cụm đèn pha cốt dạng LED, có thêm cảm biến tự động, có anten vây cá. Về nội thất và tiện nghi, xe có vô lăng bọc da, ghế thì là ghế da cao cấp nhưng vẫn là chỉnh cơ. Hệ thống điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ như bản tiêu chuẩn. Xe được trang bị màn hình thông tin 4,2 inch to hơn so với bản tiêu chuẩn và bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện ở mức 10,25 inch. Về hệ thống âm thanh, xe được trang bị 6 loa. Xe có điều khiển hành trình cruise control. Xe có điều khiển hành trình giới hạn tốc độ MSLA. Xe có phanh tay điện tử, có khởi động bằng nút bấm, có sạc không dây. Về những tính năng an toàn thì có những tính năng vượt trội hơn so với bản tiêu chuẩn, đó là có thêm cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, và cũng được trang bị hai túi khí. Giá bán thời điểm giữa tháng 9 của hai cơ sở bên em bên so, cơ sở Hà Nội giảm cho anh em đôi chút tiền mặt, giá bán hiện tại bây giờ là 539 triệu, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán vẫn ổn định ở mức 540 triệu. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản khác. Dựa vào giá bán này, giá sẽ ra biển số la bánh cùng với số tiền trả góp thấp nhất em tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 627 triệu, cần trả trước 169 triệu các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 607 triệu, cần trả trước 149 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 596 triệu, cần trả trước 138 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 617 triệu, cần trả trước 158 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 458 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,5 triệu tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư đoạn giảm dần. Và phiên bản thứ ba đó là Hyundai Stargazer X cao cấp về thông số kỹ thuật. Phiên bản này có những option vượt trội hơn so với phiên bản X thường như sau. Xe được trang bị điều hòa tự động, hệ thống âm thanh, xe được trang bị 8 loa Bose. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị thêm những tính năng an toàn trong gói an toàn chủ động. Cụ thể đó là hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, có hệ thống đèn tự động thông minh, hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo người lái xe mệt mỏi, hỗ trợ giữ làn đường, xe có trang bị cảm biến áp sốt lốp, về túi khí thì xe được trang bị 6 túi khí. Chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 9 của hai cơ sở BNM bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giảm thêm đôi chút tiền mặt, giá bán bây giờ là 579 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán vẫn ổn định ở mức 580 triệu. Vẫn còn cơ chế linh động tặng cho anh em một số phụ kiện cơ bản nữa với giá bán này giá sẽ ra biển số la bánh tại các địa phương em cũng đã tính cụ thể cho anh em như so anh em ở hà nội sẽ là 672 triệu cần trả trước 180 triệu các tỉnh áp thuế 12% ra biển số sẽ là 652 triệu cần trả trước 160 triệu các tỉnh áp 10% thì sẽ là 641 triệu cần trả trước 148 triệu và biển thành phố hồ chí minh thì sẽ là 661 triệu và cần trả trước 168 triệu như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 492 triệu trong thời gian vay 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8 triệu tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần anh em lưu ý giá xe ra biển số 5 bánh của các phiên bản Hyundai Stargazer em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình giúp em và trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa đó là bảo hiểm thất bỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này thì anh em mua trả thẳng không bắt buộc tùy vào nhu cầu của anh em như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Hyundai Stargazer thời điểm giữa tháng 9 em cập nhật cho anh em. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.